trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Cha, cha, cha đã hứa với con quản lại ngày thành thân của tiểu muội. Con đừng gây thêm rắc rối nữa. Tiêu đại nhân đã đích thân đến đây, điều này ta cũng rất tắc trách. Nhưng mà chưa bao giờ cha quan tâm đến cảm giác của con. Nói vậy là sao? Chuyện này có liên quan tới con sao? Chuyện này đương nhiên liên quan đến con. Con muốn cưới Nga Anh làm vợ. Không được. Hôm nay người ta và em gái của con cùng nhau gả cho nhà họ Tiêu, còn con dưới đây nằm mơ à? Hắn là cái thá gì, một mình hắn có thể cưới được hai cô vợ? Đương nhiên con không muốn nói chuyện này. Con chỉ muốn hỏi cha, rốt cuộc cha có giúp con không? Hoang đường, thật là hoang đường. Thôi được rồi, được rồi, cô đừng có gây rắc rối nữa. Ta còn đang bận đó. Được, từ nay về sau chuyện của con cha đừng lo. Tiếp theo, đăng lan sắp tới rồi, ba thay quần áo đi, mau. Để mình ta ngồi yên một chút, em ra ngoài trước đi. Tiếp theo, em ra ngoài đi. Nga Anh, muội làm gì vậy? Nga Anh, muội mau xuống đi. Nga Anh, chuyện này là sao? Tại sao con tìm đến cái chết như vậy? Tất cả tại cha, cha không nên đối đãi với con như vậy. Đàm Sĩ Kỳ, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Bá phụ, con nói thật với bá phụ, những lời nói bên ngoài đều là bị đặt cả. Là con sai người ta làm chuyện này đó. Ngươi, sao ngươi lại đê tiện như vậy chứ? Bá phụ, Nga, tha thứ cho huynh, tất cả cũng vì huynh quá yêu muội. Bây giờ tất cả đều qua rồi, muội yên tâm, huynh sẽ chỉ ra sự thật. Bá phụ, Nga Anh, huynh sẽ trả lại sự trong sạch cho muội. Nga Anh, chúc muội hạnh phúc. Huynh à, hôm nay đúng là ngày đại hỷ đó, huynh đừng có không vui như vậy mà. Đứng lại. Dân. Ê, Sĩ Kỳ huynh định làm gì hả? Sĩ Kỳ huynh. Sĩ Kỳ, huynh cũng tới chung vui nữa sao? Tiêu Cổ Nham, huynh nghe đi. Hai người con gái huynh cưới hôm nay, một người là em gái ta, một người là người mà ta hết lòng thương yêu. Từ nay trở đi, huynh phải đối xử tốt với họ, đừng bao giờ có ý niệm muốn xuất gia nữa. Nếu như huynh dám bỏ rơi họ, Đàm Sĩ Kỳ ta tuyệt đối không tha cho huynh. Huynh à, làm gì vậy?
Tiểu thơ, không được mở khăn trùm ra. Người đừng lo. Dạ. Huynh. Tiểu muội, muội thưa với cha mẹ giúp huynh, nói rằng huynh có việc phải đi xa, không nên tìm huynh. Huynh định đi đâu? Huynh đi làm gì mà một người đại trượng phu phải làm? Tìm một con đường kiến công lập nghiệp. Tiểu muội, huynh đi đây, huynh có lỗi với muội. Nè, huynh, huynh, huynh định đi đâu? Chúc mừng. Tiêu đại nhân cưới hai nàng dâu cùng một lúc ở Tuyền Châu này rất hiếm thấy đó. Đa tạ. Tiêu đại nhân, qua nở liền cành việc tốt thành đôi. Tiêu đại nhân quả thật là có phước đó. Chúc mừng. Đa tạ các vị quan long. Chúc mừng. Xin đa tạ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, Nham Nhi, mẫu thân của con mất sớm. Ta và cha của con cùng nhau đưa con tới ngày khôn lớn, nhưng mà người ta thường nói mẹ kế như ác mẫu. Không, mẹ đã nuôi con cũng giống như mẫu thân vậy. Hà Nhi biết ơn không hết mà. Thôi được rồi, con đã có lòng hiếu thảo như vậy. Bây giờ con đã khôn lớn, cũng đã thành thân rồi, từ nay mọi việc phải nương vào chính mình. Con phải nên biết, một mình con gánh hai trọng trách nhà họ Tiêu. Một người là cha của con, người kia là tam thúc của con. Cho nên lúc bà nội con còn tại thế đã hứa hôn cho con hai vị cô nương, một họ Đàm, một họ Điền, ngang hàng bằng nhau, không phân lớn nhỏ. Sau này nếu Điền cô nương sanh con trai thì theo bên cha con, nếu Đàm cô nương sanh con trai thì theo bên tam thúc của con. Đêm nay là đêm động phòng qua chúc của con. Tam thúc con đã đi rồi, không có người kế thừa. Theo lý mà nói, con nên đến động phòng Đàm cô nương trước, đêm mai hãy đến động phòng Điền cô nương. Không, con... Đây là chuyện thường của con người, con không cần phải e thẹn. Đàm cô nương nhỏ hơn con 3 tuổi, con phải nên chăm sóc cho cô ấy. Hả? Đi. Không, con không đi. Nhìn con kìa, đã lấy vợ rồi mà còn như con nít vậy đó. Mau đi. Đi mà. Vô đi. Quỳnh cỡ đó đi nha. Nè, Cố Nham huynh, mẹ muội nói phải mở khăn trùm đầu. Oh.
trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Tập 3. Cổ Nham, huynh làm gì vậy? Tọa thiền. Huynh đâu phải là hòa thượng, tọa thiền cái gì? Nàng không hiểu đâu. Không hiểu? Không hiểu thì huynh dạy muội đi. Cổ Nham, giống như lúc còn nhỏ huynh dạy muội học vậy. Mấy năm rồi không gặp, muội không nhận ra huynh nữa đó. Nàng trở thành một cô nương lớn rồi. Đúng vậy, từ nay trở đi huynh chính là tân lang của muội. Còn muội hàng ngày có thể sống cùng với huynh. Cổ Nham, muội thích sống cùng với huynh. Mấy năm nay huynh về quê, muội rất là nhớ huynh. Nè Tư Nguyệt à, ta dạy nàng đọc kinh nha. Đọc kinh? Đọc kinh gì? Kinh Phật. Muội không phải ni cô thì đọc kinh Phật làm gì? Hơi Cổ Nhà, muội buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ. Nàng đi ngủ đi. Vậy huynh ngủ ở đâu? Ta tọa thiền ở chỗ này vậy. Được thôi. Ê, lão già, chúc mừng, chúc mừng. Lão già, cục đa nặng trong lòng ngài cuối cùng cũng buông xuống được rồi. Chỉ chờ đến sang năm là bế cháu nội. Dù sao thì con của ta cũng là một đứa trẻ rất ngoan. Cũng tại ta lúc trước đôi với nó quá nghiêm khắc. Chỉ cần nó bỏ đi tâm niệm muốn xuất gia, ở nhà học kinh điển của Phật giáo thì cũng không phải là việc xấu xa gì. Rất nhiều đạo lý trong Phật giáo cũng giống như Nho giáo vậy thôi. Mặt đất nhiều khí lành, ngồi lâu không tốt. Phu quân, sao chàng không ngồi lên trên ghế? Khí lành rất tốt. Nàng đừng khóc, để người khác nghe thấy thì ta... Phu quân, nếu chàng nghe thiếp thì chàng cứ nói thẳng ra đi. Không có, không có chuyện đó. Thiếp biết bên ngoài có những lời nói ra nói vào đối với thiếp. Nếu như phu quân tin thì... Tin đồ gì, ta chẳng hề biết gì hết. Nàng không nên suy nghĩ lung tung nữa. Nàng là cô gái ngoan, ít thấy trên đời. Nhưng mà vấn đề đó không phải tại nàng. Vậy
như đệ ở chỗ thiếp không được bằng tiểu thư họ Đàm. Không phải, các nàng rất tốt, là do ta không tốt. Phu quân, chẳng có vấn đề gì, nói ra đi, mày ra thiếp có thể chia sẻ cùng chàng. Nàng không thể chia sẻ nổi đâu. Phu thê bổn thị đồng lâm điểu, phong vũ lai lâm các tự phi, cuối cùng thì ta cũng cô phụ các nàng thôi. Tại sao phu quân lại nói như vậy? Tại sao chứ? Nên biết sanh tử vô thường. Hôm nay hồng nhan, ngày mai mộ xanh. Kiếp này nợ tình, kiếp sau phải trả. Sao chúng ta lại phải chấp trước thứ tình nhân này chứ? Phu quân à, chẳng lẽ chàng thực sự nhìn thấu hồng trần, có tâm niệm muốn xuất gia sao? Tâm niệm này ta đã có từ lâu rồi, chỉ là chàng đã lập chí muốn xuất gia, tại sao chàng không nói ra sớm, cũng dễ tự hôn. Ngày nay hai đứa chúng ta như gạo đã nấu thành cơm, chàng nghĩ xem chúng ta phải làm gì bây giờ đi. Ta biết tội nghiệp của ta rất nặng, nhưng mà lệnh cha khó cải, bây giờ đã là sai lầm lớn rồi, ta không thể tiếp tục sai lầm nữa, phá hoại sự trong sáng của hai tiểu thư. Chúng ta đã cùng nhau lại trời đất, lại nhập động phòng rồi, chúng ta còn nói gì đến sự trong sáng nữa. Thiếp, số phận của thiếp sao khổ vậy? Ngàn, số phận của thiếp khổ quá. Ngàn, nên đừng khóc nữa, nên đừng khóc nữa có được không? Hài Nhi tỉnh ăn cha mẹ. Tốt. Cổ Nham, hai người vợ của con đều là những người thấu thư đạt lý, con nhà quý tộc, con phải nên cư xử tốt với họ đó, rõ chưa nào? Hài Nhi biết rồi. Nào con dâu, lại đây, lại đây, lại ngồi bên mẹ nè, lại đây. Sau này phải nhờ tụi con chăm lo cho Cổ Nham đó, nếu như nó ăn hiếp ngược đãi tụi con thì con nói với mẹ ha. Dạ. Nga Anh à, tại sao mắt của con lại sưng đỏ lên như vậy? Không có gì. Tối hôm qua khóc rồi có đúng không? Không phải ạ. Chắc có thể là do khói pháo hôm qua đã làm cho mắt của con bị nhậm thôi. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Cổ Nham huynh. Phu quân. Huynh kêu tụi muội hả? Hay là ngồi đi. Dạ. Nghe anh tỷ. Cổ Nham, trà của huynh nè. Nghe anh tỷ. Cảm ơn. Hai vị cô nương, sinh nhật của tôi một lại. Hả? Phu quân, như vậy có nghĩa là sao? Hai cô mời ngồi. Xin nghe ta nói. Tiêu Cổ Nham ta đã phụ tâm tình hậu ý của hai vị. Y lý phải chịu nhận tội, nhưng trăm lại cũng không thể định được tội của ta. Huynh có tội gì? Ai cần huynh lại tôi muội? Ta suy nghĩ rất lâu, hôm nay dứt khoát phải nói rõ với hai nàng. Hai nàng nếu có thể nghe được thì nghe, bằng không nghe được thì giải tán. Cái gì? Vừa cưới xong đã giải tán? Muội ạ, nghe phu quân nói hết đã. Cuối cùng ta cũng vẫn xuất gia tu đạo, nhưng bây giờ ta không thể làm trái lệnh cha,
sợ rằng làm trở ngại hai cô suốt đời. Cho nên... Cổ Nham, huynh muốn xuất gia thật sao? Vậy thì dắt bầu và chị Nga anh theo đi. Xuất gia là độc thân, tức là đã bỏ hết, phải bỏ hết lại, tức là... Không được, không được. Huynh xuất gia rồi, còn tụi muội phải làm sao đây? Nếu huynh dám xuất gia, muội sẽ từ với cha mẹ. Nếu như hôm nay ta nói những lời này để cha mẹ biết được, ta chỉ còn cách đi ngay thôi. Muội... Huynh... Được. Nên biết vinh hoa phú quý, mừng thương sầu hỷ, rốt cuộc cũng chỉ là không. Chỉ bằng sớm lo tu hành, đến khi đó không bị nỗi khổ của sinh tử luân hồi. Vì để tránh tình không để bị ái tình trói buộc. Trước khi ta chưa xuất gia, chúng ta tuy là phu thê, nhưng sẽ không cùng ngủ chung giường. Không biết ý của hai vị tiểu thư như thế nào. À, Cổ Nham, Quỳnh nói cả buổi trời là vì chuyện này hả? Đâu có sao. Tóm lại, nếu Quỳnh muốn xuất gia thì muội đi theo Quỳnh. Bây giờ muội lấy Quỳnh rồi, nếu như Quỳnh không muốn xuất gia, muốn một mình nằm ngủ dưới đất cũng không sao. Từ nhỏ đến lớn muội ngủ một mình quen rồi, nếu có một người ngủ bên cạnh muội, muội không quen. Có phải không chị Nga Anh? Tục ngữ có câu: lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Nếu như có một ngày nào đó phu quân thật sự xuất gia, chỉ trách tụi thiếp sống vất vả. Tụi thiếp đã lấy phu quân làm gì để gửi gắm trọn đời, đâu phải tham niềm vui nhất thời. Nếu vậy, ta xin cấu tạ hay nè. Trời ơi, Cổ Nham quên đừng lại nữa. Lễ nghĩa nhiều như vậy làm gì? Phu quân, chàng sớm đã có tâm hướng về cửa Phật, chắc hẳn đối với Phật học rất thâm hiểu. Còn nhớ đời Đường có vị Nam Nhạc Hòa Nhượng thiền sư, chẳng biết phu quân có biết hay không? Đương nhiên là biết rồi. Ngài là đại đệ tử của Lục Tổ đại sư. Lúc ta được 15 tuổi đã trốn đi đến Nam Nhạc, còn đi lễ lại Ma Cảnh Đài nữa. Ma Cảnh Đài hình như có một sự tích. Phu quân, chàng nói cho tụi muội biết đi. Được thôi. Nghe nói Nam Nhạc Hoài Nhượng, khi tu tập ở Nam Nhạc, nhìn thấy Mã Thủ Đạo Nhất suốt ngày tọa thiền trên một tảng đá lớn, bèn hỏi: đại sư, ngài tọa thiền làm gì vậy? Mã Thủ Đạo Nhất nói: cầu thành Phật. Qua ngày thứ hai, Nam Nhạc Hoài Nhượng không nói gì hết, bèn đem một cục ngói mài lên trên đất, mài mấy ngày trời. Cuối cùng Mã Thủ Đạo Nhất chịu hết nổi rồi, cho nên bèn hỏi: đại sư mài ngói để làm gì vậy? Nam Nhạc Hoài Nhượng nói: mài ngói chính là để làm gương. Mã Thủ Đạo Nhất cười nói: mài ngói há có thể thành gương sao? Nam Nhạc Hoài Nhượng trả lời: nếu mài ngói đã không thể thành gương, vậy tọa thiền há thành Phật được sao? Tọa thiền đã không thể thành Phật được, thì sau này ban đêm phu quân không nên ngồi ở trên đất quá lâu. Đúng rồi, không nên ngồi quá lâu. Nói lòng vòng cả nửa buổi trời, cuối cùng nàng cũng lôi ta vào cuộc rồi. À, Nga Anh, đối với Phật học nàng cũng rất thông hiểu. Chỉ là ở nhà không có việc rất buồn, nên thỉnh thoảng đọc vài cuốn sách. Sau này phải nhờ phu quân chỉ giáo thêm cho. Tốt quá, để chúng ta có thể trở thành tình lữ trong nhà, cùng nhau tu hành, chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao? Nếu như phu quân thật sự đi xuất gia, tỷ muội mình phải giữ phòng không một mình rồi. Muội không cần biết quân ấy đi đến đâu, chúng ta đi đến đó là được rồi. Chuyện này không thể được đâu. Vậy muội không cho quân ấy xuất gia? Muội có cách gì để khiến quân ấy không xuất gia? Muội cũng không biết. Tỷ nghĩ khóc hay la đối với quân ấy cũng chẳng hề có tác dụng gì đâu. Vậy tỷ có cách gì không? Quan tâm chàng, yêu thương chàng, dùng sự dịu dàng của người nữ chúng ta, sự ấm trái tim băng giá của chàng, tỷ nghĩ lâu ngày sanh tình con người sẽ thay đổi. Muội muội à, nếu như có một ngày chúng ta thành một người thân mà chàng không thể nào bỏ được, muội nghĩ đến khi đó chàng còn muốn xuất gia tu đạo không?
Được, ý này rất tốt. Tỷ à, tỷ thông minh hơn muội đó. Nào, chúng ta theo tiếp đi. Cổ Nham, huynh về rồi. Tiểu muội. Nè, muội chưa ngủ sao? Chưa ngủ, chờ huynh về. Lại đây ngồi đi. Sao hôm nay muội tốt với huynh vậy? Bữa nào muội cũng tốt với huynh như vậy. Vừa cũng trải xong rồi à? Trải rồi, chờ huynh về ngủ. Nè, trà của huynh đó. Cổ Nham, muội đấm lưng cho huynh nha. Không cần. Không cần đâu, không cần. Không cần. Vậy muội rửa chân cho huynh. Nè, cái này không cần. Nè. Tiểu muội, thôi đứng dậy đi. Quỳnh rửa đi. Tiểu muội à, hôm nay muội làm sao vậy? Sao muội tốt với Quỳnh vậy? Không có gì, muội dự định từ nay ngày nào cũng tốt với Quỳnh. Quỳnh thấy sao? Đừng đừng làm vậy. Đừng làm vậy mà. Bằng không Quỳnh sẽ cảm thấy không được thoải mái đâu. Giống như khúc gỗ, làm sao mà sưởi ấm đây? Muội nói gì? Muội không nói gì. Mệt quá, muội đi ngủ. Phu quân, tiếp có hai câu này không được hiểu cho lắm. Nàng nói thử xem. Thần thông và diệu dụng xác nước, dơi chẻ củi đó. Hai câu này ý muốn nói là chúng ta đem sự tu tập để ở mọi phương diện trong sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như gánh nước nè, chẻ củi, vân vân, đều có thể coi là tu tập. Nói như vậy thì sự tu tập không nhất thiết phải vào trong chùa ở. Đương nhiên rồi. Nhưng ở trong chùa thì cần được tập trung, không bị phiền hà, yên tĩnh, càng lợi cho sự tu tập. Phu quân à, nhưng tại sao nhà Phật lại nói ở ngã tư đường dễ tu hành, tâm tĩnh, tự nhiên tĩnh? Dĩ nhiên còn nói nếu như con người khi tâm không được tịnh, ngồi ở trong nhà chê ồn ào, vào trong thâm sơn chê chim kêu, ngồi ở trong động chê côn trùng phá. Đương nhiên, đối với người có căn cơ mà nói, nơi phố thị ồn ào nhưng tâm bất động. Hai câu mà nàng vừa nói là của ai nói vậy? Sao ta nghĩ mãi không ra? Trong sách nói là của đệ tử ngài Mã Tổ Đạo Nhất mà chàng thường nói, tên là Bàn Uẩn. Bàn Uẩn gì đó? Đúng, cư sĩ Bàn Uẩn đời Đường. Ông ấy là một người rất thành tựu, nhưng mà cả đời ông ấy không xuất gia. Không xuất gia mà cũng có thể thành tựu sao? Có, trong lịch sử có rất nhiều, rất nhiều. Vậy tại sao huynh phải xuất gia? Cái này người với người không giống nhau mà. Nói cũng phải, nhưng mà Bàn Uẩn cũng là một cách rất xứng đáng để chúng ta nương theo đó mà học tập. Đây mới là niềm vui thực tế mà. Đứa trẻ này suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Phu quốc ăn cơm hả? Con ngoài ăn và ngủ ra, không còn việc gì để làm sao? Con còn làm được gì chứ? Cổ Nham huynh lấy được vợ rồi thì quên mất huynh đệ, suốt ngày chẳng để ý tới con. Đi, bọn chúng ở đằng đó kìa, đến chơi với bọn chúng đi. Đi. Phu quân à, thế Bàn Uẩn có người thân hay không? Có, Bàn Uẩn, ông ấy có vợ, có con trai và con gái, cả nhà ông ta đều học Phật. Một gia đình có thể cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau tu tập thì hay biết mấy. Chuyện này... Quân! Phu quốc! Quý vị nói chuyện gì vậy?
Họ nói một số chuyện Phật học, nhớ đề xuất gia hay không xuất gia. Phật học? Chẳng có chút hứng thú nào. Phương Quốc, hai đứa mình đi chơi. Tỷ phải gọi vậy là tiểu thúc. Tại sao tôi phải kêu Quỳnh là tiểu thúc? Đương nhiên là tiểu thúc rồi. Quỳnh, đáng ghét. Cổ nhàm Quỳnh, Phương Quốc ăn hiếp muội. Tỷ ăn hiếp đệ. Ăn hiếp ta. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Phu Quân, bát canh hạt sen một nhĩ này còn nóng, chàng ăn đi. Nga anh, là nàng hả? Phu Quân à, chàng đang chép gì vậy? Đang chép kinh Kim Cang. Mai mốt đêm muội và muội muội chép cho chàng. Như thế chàng sẽ có thời gian nhiều để đọc sách đó. Vậy thì tốt quá. Chép kinh cũng là có công đức, cũng là tu hành đó. Nè, chàng ăn chén canh hạt sen này đi, để tiếp chép giúp cho một đoạn. Được. Nghe anh à, nét chữ của nàng đẹp quá. Nhìn không ra, nàng dịu dàng hiền thục, tài sắc vẹn toàn. Nhưng mà lại bị phu quân chê đó. Sao nàng nói vậy? Chẳng phải ta có chế xuất gia sao? Thiệp chỉ nói đùa thôi. Nào phu quân, chàng uống chén canh hạt sen này đi. Nè, đây. Nhanh lên, Đàm Chánh Thanh ra đây. Đại nhân. Đàm Chánh Thanh, ngươi nghe đây, Đàm Sĩ Kỳ con trai ngươi tham gia quân Thái Bình là quân địch của nước Đại Thanh. Cái gì? Một năm trước đây tiểu tử bỏ nhà ra đi, lão phu thật sự không biết nó tham gia quân Thái Bình đâu. Nếu như chẳng phải Tiêu đại nhân bảo đảm, ngươi hoàn toàn không biết gì, e rằng cả nhà ngươi đều phải bị xử trảm. Triều đình thấy ngươi không biết đội tình nên miễn tội chết cho ngươi. Nhưng ngươi là mệnh quan triều đình, không biết dạy con nên đáng bị phạt. Ngươi đâu? Có. Miễn phát tất cả bổng lộc lương quan cho Đàm Chánh Thanh, cho làm thường dân, tất cả tài sản nộp vào kho nhà nước. Nhanh. Ông Quang. Đại nhân à, con trai tôi tham gia quân Thái Bình có bằng chứng gì chứ? Coi đi. Con trai của ngươi còn là một tên tay chân của quân Thái Bình. Một tháng trước, đám quân của quân Thái Bình bị tướng quân bao vây, tất cả đã bị chôn dưới đảo Long Sơn. Ý ngài muốn nói con trai tôi nó đã chết rồi à? Lục soát đi. Biển quan chìm nổi, vận mệnh biến đổi, điều này chúng ta khó mà đoán trước được. Đàm đại nhân,
xin ngài đừng quá lo buồn. À, nếu không có Tiêu đại nhân bảo lãnh, cả nhà tôi e rằng đều trở thành ma dưới đao rồi. Xin nhận của Đàm mổ một lại. Ô ô, ngài xui xa, không được làm như vậy. Đến nước này cũng có thể coi là trong rủi còn có may mà. Không biết ngài xui gia có dự định gì? À, còn có dự định gì chứ? Con trai chết rồi, nhà cũng bị tịch thu. Tôi chỉ còn cách về quê Hồ Nam trồng trọt chờ chết thôi. À, ngài xui gia không cần phải bi quan như vậy. Nhân sanh vô thường, không khéo tương lai vẫn còn có ngày vinh hoa phú quý đó chứ. À, Tiêu đại nhân không cần phải an ủi tôi đâu. Tất cả đã hết rồi, còn mong cầu tương lai gì nữa. Tiểu nữ phải nhờ con trong nom, nó trẻ người non dạ, sau này mong con thông cảm cho nó. Cổ Nham huynh, nhạc phụ yên tâm, xin cứ yên tâm, con người đã khỏe mạnh như vậy, sao chớp mắt đã biến mất trên thế gian này? Trong đại thiên thế giới, con người sao mà nhỏ bé quá vậy? Sĩ Kỳ huynh chết rồi, chết rồi huynh ấy sẽ đi đâu? Ta không thể chờ đợi được nữa, ta phải xuất gia tu tập, liệt tổ liệt tông của nhà họ Tiêu. Tiêu của Nham con nói dối bạch. Bạch mạng của tổ tông, ân dưỡng dục của cha mẹ, lẽ ra phải tiếp nói hương khói, làm rạng rỡ gia phong. Nhưng mà con cảm thấy thất tình lục dục y như nhà lửa, hồng trần cuồn cuộn giống như hư quyển vậy. Do đó con quyết định xuất gia tu đạo, nếu cầu con được giải thoát, cô xin liệt tổ liệt tông tha lỗi cho. Quynh à, có manh mối rồi. Chuyện gì đó? Chẳng phải Quynh kêu đệ thăm dò một cô chủ ở xa chút sao? Nhỏ tiếng một chút, kiếm ra rồi hả? Xa lắm á, để nói Quynh nghe, người nhà tuyệt đối không tìm ra đâu. Vậy thì hay quá. À, phải rồi Quynh, Quynh thật sự suy nghĩ kỹ muốn xuất gia thiệt sao? Đệ thì không nghĩ ra, xuất gia thật sự là tốt vậy hả? Đệ không biết đó, xuất gia có thể giải trừ tất cả phiền não, được đại tự tại, được đại quan hỷ. Hay như vậy á, đệ cũng muốn cùng huynh xuất gia luôn. Như vậy không được đâu, họ Tiêu nhà ta chỉ còn lại có hai huynh đệ mình. Nếu như đệ cũng xuất gia, đệ nghĩ coi, hương khói nhà họ Tiêu sẽ bị đoạn tuyệt mất thôi. Không được, không được. Ờ, đệ hiểu rồi. Huynh ở bên ngoài cầu được tự tại, cầu được vui sướng, đem trách nhiệm nặng nề đè lên vai của đệ, đúng không? Trên cuộc đời này làm gì có lý lẽ như vậy chứ. Ê, đệ hiểu cái gì chứ? Xuất gia là việc làm của đại trượng phu, còn đệ không hề có một chút tư tưởng chuẩn bị không được đâu. Bây giờ huynh nói chẳng phải đệ đã có tâm chuẩn bị rồi sao? Đệ nói huynh biết nha, nếu đi thì chúng ta cùng nhau đi, bằng không đệ sẽ nói cho bá phụ biết, đến khi đó chẳng ai được. Đệ đừng có làm liều nữa. Nga nè, nè, nghỉ một chút đi, nè uống thuốc đi. Cha để thuốc ở đầu giường thiếp, thiếp sắp chép xong rồi. À, phu quân, cha về nghỉ ngơi trước đi. Sao nàng lại ho ra máu nữa rồi? Mấy ngày nay gặp phải phong hàn, chỉ là bệnh quắt lại thôi. Thôi đi, thôi đi, đừng chép nữa, đừng chép nữa. Không được, không được. Sao nàng lại cố chấp như vậy chứ? Sao phải làm không biết đến ngày đêm như vậy chứ? Phu quân đã từng nói rằng
Đời người khổ nhiều mới sướng đã chết. Nếu như thiếp không giết thì không còn kịp nữa. Ngan à, chén thuốc này nào uống đi. Cảm ơn phu quân. Từ từ thôi. Từ từ uống, từ từ thôi. Có đắng không? Đắng. Nhưng mà phu quân đã chỉ thiếp mà nấu thuốc, có đắng nữa thiếp cũng phải uống. Phu quân làm sao vậy? Không sao đâu. Vừa rồi khi nấu thuốc đã bị bụi bay vào mắt đó. Nào, để thiếp thổi cho. Không sao. Để thiếp thổi cho đi. Mà khỏi chưa? Khỏi rồi. Phu quân, Ngà Anh muốn cầu xin chàng một việc. Nàng nói đi. Nào, phu quân, chàng ngồi đi. Ngà Anh muốn đêm nay phu quân cùng thiếp ngủ chung một giường có được không? Không. Không. Chúng ta đã nói rồi. Phu quân. Không. Phu quân, thiếp và chàng nên vợ nên chồng đã 2 năm rồi. Chưa bao giờ thiếp có yêu cầu gì, bất cứ điều gì với chàng. Nhưng mà đêm này không cùng, xin chàng hãy nể tình 2 năm chúng ta giữ tròn lời hứa mà bằng lòng với thiếp lời thỉnh cầu này. Nga Anh à, tại sao nàng phải làm như vậy? Thiếp muốn để lại đời sau cho chàng. Thiếp muốn để họ tiêu con người hương khói. Đây cũng là lần thỉnh cầu cuối cùng của thiếp. Xin chàng hãy bằng lòng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật.